Hương Lan nhắn nhủ Mạnh Quỳnh. Một số người không ưa Phi Nhung giờ khóc lóc vì đang quay hình. Một bức tâm thư dài bày tỏ nhiều nỗi niềm vừa được nam ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo đó, thời gian này Mạnh Quỳnh vướng vào nghi vấn cho rằng anh đang cố tình nhắc tên cố nghệ sĩ Phi Nhung để bia cho bản thân. Trước những bình luận chỉ trích dành cho mình, Mạnh Quỳnh bức xúc viết. Một con người như tôi sống hơn 25 năm cho nghệ thuật, cho khán giả chân chính, cho niềm đam mê, cho gia đình, thiêu đẹp cho đời những bức tranh tình yêu và cuộc sống tươi đẹp hơn, nuôi sống bản thân và lo cho gia đình bằng chính mồ hôi và sức lao động miệt mài không mệt mỏi của mình. Tôi chưa từng nhờ vả vay mượn hay sống dựa vào tên tuổi của ai để được lợi cho mình. Bia cho nổi tiếng hơn ư, xin lỗi nhé, lầm rồi đó, làm màu mè để câu view ư, xin lỗi lại càng sai hơn nữa. Sau những chia sẻ đầy buồn bã, nam ca sĩ cũng có động thái xóa nhiều bài viết của mình về Phi Nhung để tránh điều tiếng là làm màu và bia cho bản thân khi dựa vào hình ảnh người bạn đã mất. Sự việc này đã khiến nữ ca sĩ Hương Lan phải chú ý và khuyên Mạnh Quỳnh đừng quá chú tâm vào những lời dèm pha. Đồng thời Hương Lan cũng mẫn ý cho rằng tình cảm chân thành không cần phô trương. Hương Lan viết, Mạnh Quỳnh ơi, chị là người ít khi comment chuyện người khác. Vì ngay Facebook của chị giờ cũng ít khi chị vào vì nhiều lý do. Hôm nay vào đây hy vọng rằng Quỳnh đọc hết những comment này. Theo kinh nghiệm nhỏ thôi, 61 năm trong nghề, vui ít buồn nhiều, nhưng chị luôn đứng trên dư luận dù tốt hay xấu, mình nên nghĩ đến những người yêu mến mình, ủng hộ mình, những người không thích mình thì để ý làm gì? Tính chị không thích phô trương những chuyện không đúng sự thật. Chị là người đã từng thức đêm dậy sớm để tập tành chỉ Phi Nhung mỗi khi Phi Nhung thù ca vọng cổ. Từng la rầy Nhung khi em mét với chị là Nhung này nọ. Chị la rầy Nhung và Nhung từng nói, chị hai đừng bên Mạnh Quỳnh. Phi Nhung ra đi là một điều đáng buồn và là sự mất mát trong ngành sân khấu của Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong nước. Chị buồn lắm, chị đi thăm và tâm sự lúc vắng người vì chị nghĩ đó là giây phút riêng tư của chị và Nhung. Có người đã gọi hỏi sao chị không đến thăm Phi Nhung, chị chỉ làm thinh vì những người đã từng không ưa Phi Nhung giờ khóc lóc hơn cha mẹ họ ra đi. Đó là vì cái gì? Vì đang quay hình đó em. Chị viết đây là đã quá dài, chị em mình có dịp sẽ gặp nhau. Chị nhắc nhở Mạnh Quỳnh là mình còn đứng trên sân khấu, còn được khán giả thương là còn nhiều sự dèm pha. Quỳnh hãy nghĩ đến những khán giả đang thương mến mình em nhé. Chúc em luôn bình an trong tâm hồn và hạnh phúc bên gia đình những lời lẽ từ tâm can của hương lan cho thấy chị vô cùng thường quý mạnh quỳnh và cố nghệ sĩ phi nhung sự ra đi của giọng ca bông điên điển thật sự là mất mát to lớn với làng âm nhạc việt cũng như để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng anh chị em đồng nghiệp